chào anh em qua lại kênh Duy Minh Họa Mi của em nhá. Đây là Hải Phòng, đang là ngày 25 tháng 1 năm 2024. Thời tiết bây giờ ngoài trời rơi khoảng 8-10 độ. Trời, gió khá lạnh nha anh em nhá. Đây xin giới thiệu anh em con chim Họa Mi ót ngoài đường. Không biết anh em nuôi chim như nào, cũng thấy anh em hẹo cũng rất nhiều và anh em chim cẳng cũng rất là nhiều luôn. Xin chào anh em vẻ đẹp cho Họa Mi hot khi trời sang đông gió rét nhá. Không nhiều anh em thắc mắc tại sao chim mùa này của em vẫn căng nhá, thì em cũng chia sẻ với anh em là em thật ra là cũng chỉ ăn cám nhà làm thôi, cám chay luôn đấy, không có tí mùi tươi nào đâu. Thì cám thì nó cũng sẽ giúp con chim ăn có liều lượng đủ được con chim, con chim tự đẩy theo cái đà của nó thôi, chứ chả phải công kích gì quá nhiều đồ. Con chim có đẩy ra lực của nó, nó cứ bình thường nó chơi này thôi, mang ra đường treo tí cho nó có quen với không khí tấp nập ngoài đường. Cám mi thì em sẽ bổ sung vào phần cuối video anh em xem nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh nhá. Trời gió to luôn. Anh em vùng quê Bát Ngát. Không có gì ngoài đất cả. Dạ, lúc nào cũng tấp nập luôn. Con chim rất dễ quen đường. Và đây là con chim hót cũng không còn mái đâu anh em nhá. Đúng tiêu chí luôn, không mái mú gì. Anh em quan tâm và theo dõi kênh của em để biết thêm nhiều chi tiết về con Họa Mi nhá, cũng như nhiều giải đáp về cho anh em nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi xe ba gác chở qua, con chim nó cũng chưa quen, kệ nó thôi anh em nhỉ.